Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những nội dung chính sau đây liên quan đến vụ việc cảnh sát Hàn Quốc bắt hai nữ tiếp viên hàng không Việt Nam vì vận chuyển tinh dầu cần sa. Sáng ngày 7 tháng 9, ông Đinh Việt Sơn, Phó cục trưởng cục hàng không Việt Nam cho biết, cục đã chỉ đạo các hãng hàng không xác minh vụ việc này và sớm có báo cáo. Đại diện cục hàng không Việt Nam cho biết hiện các hãng hàng không vẫn đang trong quá trình xác minh thông tin vụ việc về phần mình lãnh đạo cục hàng không khẳng định quan điểm của chúng tôi cũng như các hãng hàng không việt nam đều thống nhất rằng đối với các cá nhân vi phạm quy định pháp luật vi phạm nội quy lao động đều phải bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật không bao che hiện hãng hàng không vietjet air đã đưa ra khẳng định hai tiếp viên này không thuộc phi hành đoàn của hãng trong khi đó đại diện bamboo airlines và việt nam airlines cho biết đã nắm được thông tin trên và đang tiến hành xác minh từ các bộ phận chức năng sẽ sớm có thông tin chính thức Ngày 6 tháng 9, đài MBC của Hàn Quốc đưa tin, sở cảnh sát thành phố Incheon Hàn Quốc bắt giữ hai nữ tiếp viên hàng không Việt Nam sau khi phát hiện hai người này giấu tinh dầu cần sa trong hành lý khi nhập cảnh vào Hàn Quốc các nữ tiếp viên cho biết họ chỉ nhận vận chuyển hàng mà hoàn toàn không biết bên trong là cần sa trước đó cục hàng không việt nam đã ban hành chỉ thị về tiếp tục tăng cường công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại trong hoạt động của nhân viên hàng không trong đó yêu cầu các doanh nghiệp có nhân viên hàng không phải quy định trách nhiệm và xử lý kỷ luật người đứng đầu đơn vị và người phụ trách triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả khi để xảy ra vụ việc các doanh nghiệp cần quán triệt sâu sắc đến các nhân viên hàng không thông qua việc huấn luyện về văn hóa an toàn an ninh hàng không về tác hại đối với hình ảnh của đất nước của doanh nghiệp từ hành vi tiếp tay hoặc tham gia vào vi phạm pháp luật chủ động tăng cường công tác kiểm soát an ninh nội bộ đối với nhân viên hàng không quán triệt toàn bộ các nhân sự tham gia dây chuyền vận chuyển hàng không dân dụng nguyên tắc làm đúng quy trình ngoài ra hãng bay cần tăng cường công tác truyền thông để mọi người hiểu đúng hiểu rõ không tham gia tiếp tay giúp sức cho buôn lậu mạnh dạn tố giác tội phạm về buôn lậu hàng giả gian lận thương mại cục hàng không việt nam cũng yêu cầu các hãng hàng không việt nam tăng cường kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất hành lý của tổ bay trước và sau khi kết thúc chuyến bay xử lý nghiêm theo quy định theo nguyên tắc kiên quyết kiên trì thường xuyên và không có vùng cấm khi phát hiện vi phạm khi có vụ việc xảy ra, hãng hàng không phải chủ động bình giảng vụ việc, đánh giá rút kinh nghiệm và phổ biến rộng rãi tới tất cả cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống, làm bài học để cảnh tỉnh, nâng cao ý thức chấp hành quy định về phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, đồng thời qua đó giả soát, bổ sung các quy định, kế hoạch để bị kín lỗ hổng nếu có. Những nội dung chính vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!